lực pháo đài nổi trên biển USS Convention. Sừng sững lướt giữa đại dương và được bảo vệ xung quanh bởi các tàu tuần dương cùng tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, một siêu tàu sân bay như USS Convention chính là biểu tượng rõ rệt nhất uy lực của lực lượng hải quân, mang trên mình hào quang và danh giá không tàu chiến nào sánh được. Đây là những gì mà giáo sư James Holmes, Đại học Hải chiến Mỹ đã phát biểu. Trong hải quân, tàu sân bay chính là tàu chiến phục vụ như một căn cứ không quân di động trên biển. Nó được trang bị đầy đủ các phương tiện vận chuyển, triển khai và thu hồi máy bay. Tàu này thường đóng vai trò kỳ hạm trong hạm đội, cho phép triển khai sức mạnh mà không phụ thuộc vào căn cứ trên bộ. Tàu có thể di chuyển ở mọi vùng biển quốc tế, nó không can thiệp vào chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào. Vì vậy, bỏ qua sự cần thiết và có giấy phép từ quốc gia khác, rút ngắn thời gian triển khai lực lượng đến khu vực chiến đấu. Tính đến tháng 2 năm 2018, thế giới có 41 tàu sân bay các loại đang hoạt động trong lực lượng hải quân 10 nước. Trong số này, hải quân Mỹ có 11 siêu tàu sân bay, tổng lượng chấn nước gấp hơn 2 lần so với tàu sân bay các quốc gia cộng lại. USS Convention là một trong 10 siêu tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz của hải quân Mỹ, có biệt danh Đại Bàng Vàng lấy khẩu hiệu là sức mạnh từ biển cả. Với nhân khẩu gần 6.000 thủy thủ và chuyên viên, thủy thủ đoàn tàu Convention thậm chí đông dân hơn cả một số thành phố. Hạm trưởng Doc Verissimo ví USS Convention như thành phố nổi. Chúng tôi có quầy phục vụ cà phê Starbucks, phòng khám nha khoa, phòng tập thể dục, phòng hát karaoke mỗi tối thứ sáu, một nhà nguyện để phục vụ những người theo các tôn giáo như Thiên Chúa hoặc Đạo Phật. Ông Verissimo nói, nhà bếp trên tàu có thể phục vụ 15.000 suất ăn mỗi ngày. Một nữ thủy thủ phụ trách dẫn đoàn phóng viên Philippines tham quan tàu hồi tháng 2 cho biết, tất cả mọi thủy thủ đều được phục vụ phần ăn như nhau, bất kể cấp bậc quan là gì. Một số phòng bếp trên tàu hoạt động suốt 24 giờ để đáp ứng nhu cầu theo các ca trực khác nhau. Bởi vì việc vận hành là một tàu sân bay hạt nhân chính và không ngừng nghỉ. Để đáp ứng tính sẵn sàng chiến đấu trên một trong những tàu chiến uy lực nhất của Mỹ, nhịp sống trên USS Convention là chuỗi những hoạt động liên tục. Mỗi ngày, các máy bay chiến đấu đều cất cánh thực hiện những vụ tuần tra trên các vùng biển xung quanh. Mỗi lần bay có thể kéo dài khoảng 3 giờ. Một phi công nói trên trang GMA Network, nếu có ngày làm việc dưới 12 đến 14 tiếng thì đó thực sự là một ngày hiếm hoi. Do vậy, giá trị của tàu sân bay nằm ở khả năng triển khai sức mạnh không bị giới hạn. Nó cũng là một biểu tượng cho sức mạnh quân sự, chính trị và kinh tế của quốc gia sở hữu. Tuy nhiên, tàu sân bay là một tài sản vô cùng đắt đỏ trong chế tạo cũng như duy trì hoạt động. Chỉ vài nước đủ tiềm lực về tài chính và công nghệ để chế tạo và sử dụng nó. Nhiệm vụ quan trọng của phần lớn hải trình là chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Do vậy, kế hoạch tập huấn chiếm một phần lớn trong thời gian. Thỉnh thoảng chúng tôi diễn tập tác chiến trên không. Chúng tôi cũng từng phối hợp với một số nước đối tác. Các bài tập này giống như một môn thể thao và chúng tôi phải luôn tập luyện. Biên độ sai số phải ở mức rất là nhỏ. Ngoài ra, tàu sân bay cần đội tàu hộ tống hùng hậu để đảm bảo an toàn trong hoạt động chiến đấu, tạo thêm gánh nặng và chi phí đóng mới và duy trì. Theo Joe Holman, cựu kỹ thuật viên hàng không trên tàu sân bay Mỹ, chi phí để xây dựng một nhóm tác chiến lớp tàu sân bay Nimitz khoảng 10-15 tỷ đô la, số tiền duy trì hoạt động hàng năm từ 2-4 tỷ. Ông Rick Labren, từng là sĩ quan chỉ huy trên tàu Convention giai đoạn 2010-2013, hiện ông là trưởng bộ môn hoạch định tác chiến tại Đại học Hải chiến Mỹ. Khi kể về những năm sinh hoạt trên siêu tàu sân bay này, Larancher cho biết là tinh thần kỷ luật là điều kiện tiên quyết. Chúng tôi là một con tàu khổng lồ chở hơn 5.000 người, do vậy kỷ luật là điều rất quan trọng. Chúng tôi đã nhập cuộc và phải luôn trong tinh thần sẵn sàng từng phút từng giây. Những lý do để bị phạt có thể là hiệu quả làm việc kém hoặc thậm chí quan hệ khuất tất với cấp dưới. Nhẹ thì bị cấm túc, còn nặng thì bị trả về đất liền. Tuy nhiên, khi một lính hải quân bị yêu cầu quay trở về có nghĩa là sự nghiệp anh ta đã chấm dứt. USS Convention là chiến hạm lớn nhất mà con người từng chế tạo. Phần bon chính hoạt động như một sân bay, gồm đường băng để cất và hạ cánh. Các tàu sân bay Mỹ sử dụng phương pháp phóng máy bay kiểu Catoba, máy bay cất cánh với hỗ trợ của máy phóng thủy lực với lớp Nimitz và điện từ với lớp Ford. Khi máy bay hạ cánh, nó sử dụng móc ở đuôi bám vào cáp hạm đà để giảm nhanh tốc độ của máy bay. Bên dưới mặt bon là nhà máy chứa máy bay, khu vực này chiếm phần lớn diện tích theo chiều dọc của tàu. Tàu sân bay lớp Nimitz có thể mang theo tối đa 90 máy bay. Nhà chứa máy bay được bố trí thành ba khoang riêng biệt, có thể cô lập hỏa hoạn lan sang khu vực khác. Nó còn được trang bị hai lò phản ứng, giúp giải phóng nhiều không gian trên tàu kết hợp với các cải tiến trong thiết kế. Điều này cho phép tàu sân bay lớp Nimitz mang thêm 90% nhiên liệu hàng không và 50% vũ khí khi so sánh với tàu sân bay lớp Forrestal. Các loại vũ khí như bom, tên lửa trang bị cho máy bay thường được lưu trữ ở 4 kho chứa bên dưới đường nước. 4 tay máy sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển máy bay và vũ khí lên bom và ngược lại.
Tàu hoạt động như một căn cứ không quân di động, do đó máy bay là thành phần quan trọng nhất trên hàng không mẫu hạm. Số lượng máy bay mà tàu có thể mang theo tùy vào kích thước của tàu. USS Convention mang theo không đoàn tàu sân bay số 2. Không đoàn này được biên chế với 4 phi đội chiến đấu, gồm 24-36 tiêm kích FA-18EF Super Hornet, 10-12 FA-18C Hornet. Các tiêm kích này có thể tấn công mục tiêu cách tàu mẹ hơn 800 cây số với nhiên liệu nội bộ. F-18 được trang bị các loại vũ khí dẫn đường công nghệ cao như bom thông minh JDAM, Pave-way, tên lửa không đối không AIM-9, AIM-120, tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick, tên lửa chống bức xạ AGM-88 Ham, đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-154 JSOW và AGM-158 JASSM. Số lượng máy bay và vũ khí trên Convention có thể săn phẳng các một thành phố lớn. Một phi đội cảnh báo sớm giữa 4-6 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2CD Hawkeye. Phi đội này có nhiệm vụ phát hiện sớm các mục tiêu trên không, trên biển và chỉ huy phi đội chiến đấu tiêu diệt chúng. Hawkeye mang theo radar với tầm trinh sát gần 400 cây số, bao phủ một khu vực rộng lớn trên biển. Một phi đội trực thăng chiến đấu và một phi đội trực thăng hỗ trợ với 6-8 chiếc SH-60F hoặc là HH-60 Seahawk. Các phi đội trực thăng có nhiệm vụ triển khai lực lượng đặc nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển, tấn công các tàu thuyền nhỏ có thể gây nguy hiểm cho tàu sân bay. Một phi đội hậu cần với các máy bay C-2 Greyhound hoặc MV-22 Osprey. Phi đội này thực hiện nhiệm vụ tiếp tế nhu yếu phẩm, đạn dược, thuốc men cho tàu sân bay. Trong các nhiệm vụ trên biển, tàu thường mang theo khoảng 70-90 máy bay. Số lượng máy bay mà USS Convention có thể mang theo tương đương với một sư đoàn không quân trên đất liền. Tuy nhiên, diện tích boong tàu khá hạn chế, nên chỉ khoảng 20 máy bay có thể hoạt động ở mọi thời điểm. Số máy bay còn lại được lưu trữ bên trong nhà chứa. Khả năng xuất kích của máy bay vận chuyển với máy bay chiến đấu từ sân tàu là một trong những đặc điểm ấn tượng nhất của một hàng không mẫu hạm. Khi tàu Convention được triển khai đến Vịnh Ba Tư hồi cuối năm 2015, trong chiến dịch hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố nhà nước Hồi giáo IS, những phi công được tuyển chọn đều là người có kinh nghiệm bay trong hơn 2.000 nhiệm vụ. Mỗi ngày của chúng tôi là cất cánh tìm kiếm mục tiêu, thả bom xuống đúng vị trí kẻ thù. Điều tuyệt vời nhất trong mỗi lần bay là chúng tôi tấn công chính xác mục tiêu. Đây là những lời mà sĩ quan Khan Thomas trả lời trên trang đài ABC khi đó. Bên cạnh vũ khí chính là máy bay, tàu sân bay cũng được vũ trang một số vũ khí chủ yếu cho mục đích phòng vệ chống lại máy bay và tên lửa của đối phương. Tàu sân bay được trang bị 3 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx IWS. Hệ thống này gồm một pháo tự động 6 nòng 20mm, tích hợp radar điều khiển hỏa lực. Phalanx có tốc độ bắn tới 5.000 viên một phút, tầm bắn hiệu quả 3,5 cây số. Hai cụm phóng tên lửa hải đối không Rimbaud Sea Sparrow với 8 tên lửa một cụm. Tên lửa có tầm bắn hiệu quả khoảng 19 cây số. Hai cụm phóng tên lửa hải đối không tầm thấp Rim-116 với 21 tên lửa một cụm, phạm vi tác chiến khoảng 9 cây số. Ngoài ra, tàu còn được trang bị 6 cụm phóng đạn 17 hồng ngoại MK-36, hệ thống phòng thủ chống gơ lôi AN SLQ-25, hệ thống gây nhiễu radar AN SLQ-32 nhằm đánh lừa và gây nhiễu tín hiệu radar đối phương. Nhìn chung, một tàu sân bay có đầy đủ chức năng của một căn cứ không quân trên đất liền, trong khi nó có thể được triển khai linh hoạt đến bất kỳ nơi đâu. Hàng không mẫu hạm luôn được tháp tùng bởi đội hộ tống hùng hậu, gồm các tàu khu trục, tuần dương, tàu ngầm với sức mạnh tác chiến hàng đầu thế giới. Với các siêu tàu sân bay như USS Convention, cho phép Hải quân Mỹ triển khai sức mạnh trên toàn cầu, ở trong mọi thời điểm, thưa quý vị và các bạn. Từ vị trí ngồi trong phòng quan sát trên tàu Convention, trưởng đô đốc John Fuller, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay có thể quan sát toàn bộ vùng biển xung quanh cũng như là dàn tiêm kích đậu bên dưới. Xung quanh tàu là những khu trục hạm vây quanh hình thành vòng tròn bảo vệ không thể xuyên thủng. Ông Fuller chia sẻ đây là công việc xứng đáng nhất thế giới. Năm 2018 đánh dấu năm thứ hai liên tiếp mà nhóm tác chiến tàu sân bay USS Convention hoạt động ở vùng Tây Thái Bình Dương. Khi quyết định đưa một nhóm tác chiến tàu sân bay đến nơi nào chính là thể hiện những sự quan tâm của Mỹ với khu vực đó. Chúng tôi không có nhiều tàu sân bay nên sự hiện diện này nói lên rất nhiều. Những quốc gia Thái Bình Dương rất trông trọng sự ổn định, đó là lý do chúng tôi ở đây. Sau một năm của Tổng thống Trump ở Nhà Trắng, nhiều nhà quan sát cho rằng vấn đề tranh chấp và hành vi quân sự hóa Biển Đông đã không được coi trọng bằng tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Nắm bắt được sự lo ngại này, trưởng đô đốc Fuller nói việc điều các tàu chiến đến khu vực là cách Washington khẳng định chiến lược với vấn đề Biển Đông. Trong bối cảnh tình hình được dự báo có thể phát sinh căng thẳng trong năm 2018 sau một năm 2017 tương đối lặng sóng, một người phát ngôn đội tác chiến của tàu sân bay USS Convention đã nói rằng việc điều tàu này chính là lời trấn an các nước Đông Nam Á rằng Tổng thống Trump không bỏ bê khu vực này. Mỹ là một cường quốc quân sự toàn cầu và nước này sử dụng sức mạnh hải quân chứng tỏ sự quan tâm đối với việc duy trì an ninh với những tuyến đường thông thường trên biển phục vụ cho các tàu thương mại và quân sự. Các chuyến thăm hữu nghị của những đợt tàu là một phần chính sách ngoại giao hải quân
qua đó bồi đắp thiện chí giữa các bên. Bên cạnh các chuyến thăm của USS Convention đến Việt Nam và Philippines, Hải quân Mỹ đã tiến hành nhiều hoạt động phối hợp với các bên liên quan khác trong tranh chấp trên Biển Đông, như tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Wayne Mayer đến Kota Kinabalu, Malaysia vào tuần trước. Tuy nhiên, trong chính sách ngoại giao tàu chiến thì sự viếng thăm của một tàu sân bay thể hiện nhiều ý nghĩa hơn bất kỳ các loại tàu chiến nào khác. Tàu sân bay chính là biểu tượng quyền lực nhất của sức mạnh hải quân. Tàu khu trục cũng là một tàu chiến hùng mạnh, nhưng ý nghĩa tác động của nó chỉ bằng 1/10 so với một tàu sân bay. Một tàu sân bay lớn chính là ảo ước của tất cả các lực lượng hải quân, giáo sư James Holmes nhận định. Trong năm 2018, các nhà quan sát dự báo phe quân đội tiếp tục duy trì ảnh hưởng to lớn đến tình hình và tương lai khu vực châu Á-Thái Bình Dương dưới nhiệm kỳ Tổng thống Trump so với nhiệm kỳ Tổng thống Obama. Đặt trong bối cảnh đó, nhiệm vụ Biển Đông dịp này của tàu USS Convention được tiến hành một tháng sau khi Lầu Năm Góc công bố chiến lược quốc phòng, gọi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược. Trong một phát biểu đầu tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố những hành động quân sự hóa Biển Đông là lý do ông muốn chuyển hướng chiến lược quốc phòng Mỹ từ chống khủng bố sang đối phó với những đối thủ lớn. Ông Mattis, với kinh nghiệm hơn 40 năm trong lực lượng thủy quân lục chiến, chính là người kêu gọi mạnh mẽ nhất trong Bộ Quốc phòng về việc tái phân bổ nguồn lực từ Trung Đông sang châu Á. Điều khiến cuộc cạnh tranh trở nên rõ rệt là việc biến những thực thể Biển Đông thành các chốt quân sự. Nói với các phóng viên khi USS Convention đến Philippines vào giữa tháng 2, Thiếu tá Tim Hawkins nhận định Mỹ sẽ không bao giờ đe dọa bởi bất kỳ hành vi quân sự nào ở Biển Đông và các tàu Mỹ vẫn tiếp tục hoạt động ở những nơi luật pháp quốc tế cho phép. Hải quân Mỹ đã hoạt động ở Tây Thái Bình Dương hơn 70 năm, không chỉ ở Biển Đông mà ở rộng khắp khu vực. Chúng tôi muốn phối hợp với các đối tác và đồng minh để quảng bá an ninh và ổn định khu vực, tái khẳng định quan điểm của chúng tôi là tất cả các bên cần tuân thủ luật pháp, luật lệ và tiêu chuẩn quốc tế nhằm duy trì một vùng biển mở và tự do. Dù Washington luôn khẳng định những hoạt động hải quân không mang tính khiêu khích hay nhằm cụ thể giam nước nào, hải quân Mỹ đã bắt đầu chuyển hướng hỏa lực của họ tham gia vào các chiến lược ngoại giao pháo hạm và răng đe. Thiếu tá Hoskins cho biết, chúng tôi đã chuẩn bị để tiến hành hàng loạt hoạt động từ cung cấp hỗ trợ nhân đạo, cứu hộ thiên tai trong tình huống khẩn cấp, cho đến những chiến dịch buộc chúng tôi phải xuất kích máy bay chiến đấu. Hiện tại chúng tôi chưa tiến hành việc này nhưng đã sẵn sàng cho tình huống cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, theo báo Quân đội Nhân dân, chiều 13 tháng 7, tại Viện Vũ khí, Bộ Quốc phòng tổ chức sơ kết đề án khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng, nghiên cứu thiết kế chế tạo một số vũ khí mới giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. Nội dung buổi sơ kết cho biết, sau 4 năm triển khai, đề án đã hoàn thành nội dung nghiên cứu 10 đề tài được nghiệm thu đánh giá ở các cấp. Đến nay, đã có 15 trong tổng số 19 sản phẩm mục tiêu của đề án đã được chế thử đạt kết quả tốt, đủ điều kiện để chuyển sang giai đoạn sản xuất loạt không, hoàn thiện thiết kế, công nghệ để sản xuất loạt lớn trang bị cho quân đội. 6 sản phẩm khoa học công nghệ thuộc đề án đã tham gia đợt bắn trình diễn báo cáo Bộ Quốc phòng tháng 9 năm 2015 trong loạt 10 sản phẩm khoa học công nghệ do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất đạt kết quả tốt, được Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Một trong những sản phẩm được đánh giá cao thuộc về xí nghiệp 23, nhà máy Z199. Xí nghiệp này đã nghiên cứu chế tạo được 30 loại khí tài quan sát và ngắm bắn ngày, 12 loại khí tài quan sát ngắm bắn đêm, gồm các loại khí tài quan sát ngắm bắn đêm ở cự ly 500m, 1000m, 3000m cho súng AK, B41, BKMSN, DKZ82, B10, SBG9, 12,7mm. Các loại khí tài quan sát đêm như ống nhòm đêm 2 mắt NVG10A, ống nhòm đêm 1 mắt, cùng các loại kính quan sát đêm biển đảo, các loại khí tài ảnh nhiệt có tầm quan sát xa từ 3 đến 10 km, trang bị cho các quân chủng phòng không không quân, hải quân và các binh chủng, thay thế các khí tài nhập ngoại, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong giai đoạn cách mạng mới. Chỉ tính từ năm 2008 đến nay, nhà máy Z199, các nghiên cứu được đặt hàng sản xuất đưa vào trang bị cho quân đội. Một số sản phẩm đưa vào sản xuất loạt lớn như ống nhòm NVG10A tầm quan sát 500m, kính ngắm NVS9M tầm quan sát 1000m, kính ngắm đêm cho súng BKMSN tầm quan sát 600m, kính ngắm đêm cho súng DKZ82B10 tầm quan sát 800m, kính trưởng xe TKH1 tầm quan sát 700m, kính pháo thủ TIIH-1-22-11 tầm quan sát 1200m, kính quan sát BDN-KVN cho biển đảo tầm quan sát là 3000m. Chứng kiến quy trình chế tạo lắp ráp các sản phẩm kính ngắm BGOK9 và kính nhìn đêm NVS-9MS tại phân xưởng, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc nhà máy Z199, kiêm Giám đốc xí nghiệp 23 cho biết, quang học là lĩnh vực rất đặc thù và đòi hỏi quy trình sản xuất hết sức ngặt nghèo. Do đó, để làm chủ được công nghệ chế tạo sản xuất,
đơn vị đã cử cán bộ đi học tập nước ngoài để cán bộ, công nhân viên nhà máy có thể làm chủ được công nghệ, chế tạo ra các loại khí tài nhìn đêm chất lượng tương đương sản phẩm cùng loại trên thế giới, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa, hiện đại hóa khí tài nhìn đêm của quân đội. Hiện phòng kỹ thuật công nghệ của xí nghiệp đang tập trung nghiên cứu 11 sản phẩm kính nhìn đêm và hàng chục sản phẩm kính nhìn ngày đồng bộ cho các loại súng, pháo, trong đó tiêu biểu như hệ thống quan sát ngày đêm tầm xa có khả năng quan sát ở cự ly là 1.000 m với đêm và 30.000 m với ngày, có khả năng bám bắt mục tiêu, đo cự ly mục tiêu kết hợp với hệ thống truyền dẫn về màn hình tại đài chỉ huy dùng để đặt ở các trạm quan sát biên giới hải đảo. Ống nhòm đêm đa năng có tính năng quay phim, chụp ảnh, lưu hình ảnh, quay camera. Kính ngắm Galil 32 dùng cho súng Galil 32 mở ra hướng phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực ảnh nhiệt để trang bị cho hải quân, không quân quan sát được tàu bè, máy bay ở cự ly xa. Xí nghiệp cũng tập trung cải tiến, nâng cấp 3 loại kính đêm trên xe tăng T-54B, T-55 sử dụng cho bộ khuếch đại ánh sáng 2+ cùng 2 sản phẩm chuyển giao cho Belarus. Không chỉ sát thủ tàu sân bay, Mỹ còn gồm đòn phủ đầu Trung Quốc. Trong khi các chiến lược quốc phòng Mỹ hết sức chú ý vào tên lửa đạn đạo sát thủ tàu sân bay của Trung Quốc cũng như các tàu sân bay của nước này, thì một báo cáo mới đây lại cho rằng mối đe dọa lớn nhất của Trung Quốc vào Mỹ lại là một nguy cơ khác ít được chú ý hơn, National Interest cảnh báo. Ông Thomas Sugat và Javier Gonzalez nhận định trong một bản báo cáo được công bố vào tháng trước của Trung tâm An ninh Mỹ. Mối đe dọa quân sự lớn nhất đối với các lợi ích quan trọng của Mỹ tại châu Á có thể là một trong những nguy cơ ít được chú ý hơn, đó là khả năng ngày càng tăng của lực lượng tên lửa của Trung Quốc đe dọa các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Hai chuyên gia Gonzalez và Sugat đều là chỉ huy trong Hải quân và hiện đang là các chuyên gia quân sự tại Trung tâm An ninh Mỹ. Trong báo cáo mới đây, hai chuyên gia đều cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng tên lửa để tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu bất ngờ nhằm vào các quân sự của Mỹ trong khu vực để ngăn Mỹ không can thiệp vào cuộc xung đột có thể diễn ra ở Đài Loan hay quần đảo điếu ngư Senkaku. Báo cáo nhận định, một phần nhờ vào lợi thế đi trước một nước cùng với việc triển khai vũ khí chính xác tầm xa hiện đại, một cuộc tấn công phủ đầu như vậy có vẻ phù hợp với những thông tin hiện nay về học thuyết tên lửa và chiến lược quân sự của Trung Quốc. Trung Quốc đã ngay lập tức bắt tay vào xây dựng những khả năng này vì quá kinh ngạc trước chiến thắng áp đảo của Mỹ đối với lực lượng của Saddam Hussein trong chiến tranh vùng vịnh. Bắc Kinh đã chuyển lực lượng nhị pháo tên lửa từ chỗ là một lực lượng hạt nhân thành lực lượng kết hợp cả tên lửa hạt nhân và tên lửa chính xác thông thường, gồm cả tên lửa đạn đạo lẫn tên lửa hành trình. Chiến lược này nhằm tận dụng những lợi thế bất cân xứng của Trung Quốc như vị trí địa lý và chi phí sản xuất tên lửa thấp. Để có thể tấn công phủ đầu các căn cứ quân sự của Mỹ, Trung Quốc đã tạo ra một lực lượng tên lửa khổng lồ và được cho là kho tên lửa trong toàn bộ lớn nhất thế giới. Theo ước tính của Lầu Năm Góc, kho tên lửa của Trung Quốc có khoảng 1.200 tên lửa đạn đạo tầm ngắn thông thường, từ 200 đến 300 tên lửa đạn đạo tầm trung thông thường, từ 200 đến 300 tên lửa hành trình phóng từ mặt đất. Trong số đó, rất nhiều tên lửa cực kỳ chính xác cho phép chúng tiêu diệt mục tiêu dù không mang các đầu đạn hạt nhân. Theo báo cáo của RAND, chỉ số sai trượt mục tiêu của tên lửa Trung Quốc vào những năm 90 là hàng trăm mét, giờ đây đã giảm xuống chỉ còn 5 đến 10 mét. Một số tên lửa bao gồm cả tên lửa sát thủ tàu sân bay JF-21D có các phương tiện tái xâm nhập cải thiện độ chính xác và cho phép chúng tránh được các hệ thống phòng thủ tên lửa. Sugat và Gonzalez cũng chỉ ra rằng quân đội Trung Quốc đã tiến hành tập trận mô phỏng các cuộc tấn công phủ đầu các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Trong đó, lực lượng tên lửa của Trung Quốc dường như đã diễn tập tấn công với kích cỡ tương tự như tàu khu trục lớp Arleigh của Mỹ ở một bến cảng mô phỏng bến cảng tại căn cứ hải quân của Mỹ ở Yokosuka. Theo các chuyên gia, cách duy nhất để quân đội Trung Quốc có thể hạ gục tàu Mỹ tại cảng là tiến hành cuộc tấn công bất ngờ. Sau khi xem xét khả năng và học thuyết của Trung Quốc, các tác giả cố gắng mô phỏng một cuộc tấn công phủ đầu để đánh giá hiệu quả. Điều thú vị là trong khi hai chuyên gia tin rằng Trung Quốc sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản và thậm chí là cả lực lượng của Nhật Bản, thì họ lại cho rằng Bắc Kinh sẽ tránh động đến Hàn Quốc để không gây ra một mặt trận thứ hai trên bán đảo Triều Tiên khi đang theo đuổi mục tiêu quân sự ở nơi khác. Hơn nữa, ông Sugat và Gonzalez cũng cho rằng Bắc Kinh cũng sẽ không tấn công căn cứ ở đảo Guam vì đó là lãnh thổ của Mỹ và Trung Quốc muốn ngăn Mỹ không leo thang ném bom đại lục. Hai chuyên gia Sugat và Gonzalez với những kiến thức chắc chắn về các hệ thống phòng thủ của Mỹ và đồng minh trong khu vực đã chạy hai mô hình khác nhau về cuộc tấn công phủ đầu. Trong hai mô hình này,
dường như đủ số tên lửa đạn đạo có thể sẽ gây ra thiệt hại đáng kể tới các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Dưới đây là một số hậu quả mà cuộc tấn công có thể gây ra. Hầu hết các trụ sở và cơ sở hậu cần chính sẽ bị tấn công, trong đó trụ sở quan trọng nhất sẽ tấn công chỉ trong vài phút. Hầu hết các tàu của Mỹ ở cảng Nhật đều bị tên lửa đạn đạo tấn công. Mọi đường băng và đường cao tốc tại các căn cứ không quân lớn của Mỹ ở Nhật Bản đều sẽ bị tấn công bởi tên lửa đạn đạo. Kết quả của việc đường băng và các trụ sở chính bị phá hủy cùng sự xuống cấp nghiêm trọng của các hệ thống phòng không là hơn 200 máy bay của Mỹ bị tiêu diệt chỉ trong vài giờ xung đột diễn ra. Tuy nhiên, Mỹ vẫn có hy vọng đó là hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh hơn ở Nhật Bản, bao gồm cả việc triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao THAAD và các tàu khu trục phòng thủ tên lửa đạn đạo lớp Aegis có thể làm giảm thiệt hại của cuộc tấn công phủ đầu từ phía Trung Quốc. Dù cho một lượng đáng kể tên lửa vẫn tấn công được vào Okinawa thì thiệt hại cũng đã được giảm đi rất nhiều. Quan trọng hơn, các căn cứ khác của Mỹ ở Nhật Bản cách xa Trung Quốc có thể đánh chặn các tên lửa, tạo thời gian cho máy bay cất cánh và tàu thuyền rời khỏi cảng. Hai chuyên gia cũng cho rằng quân đội Mỹ trong khu vực nên thường xuyên diễn tập di tản nhanh chóng khỏi căn cứ. Điều này chỉ ra một khả năng quan trọng khác. Mặc dù các tác giả thừa nhận rằng nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc vẫn tranh cãi về khả năng Trung Quốc tấn công phổ đầu, nhưng các tác giả cũng chỉ ra rằng Mỹ đã từng bị tấn công bất ngờ trong trận Trân Châu Cảng. Hai chuyên gia cũng lưu ý rằng cuộc tấn công như vậy cũng phù hợp với học thuyết chủ động phòng thủ của Trung Quốc. Căng thẳng Mỹ-Nhật đang ngày càng tăng cao và học thuyết chủ động phòng thủ của Trung Quốc cũng được triển khai trong thời điểm căng thẳng tương tự. Nếu Trung Quốc định tấn công phổ đầu để hỗ trợ cho cuộc tấn công Đài Loan hay quần đảo điếu ngư Senkaku thì có vẻ như tình hình lúc đó sẽ cực kỳ căng thẳng. Nếu như thế, Mỹ có cách đơn giản hơn để tránh cơn ác mộng như Sugat và Gonzalez mô tả, đó là hành động thận trọng khi phân tán quân đội trong thời gian căng thẳng lên cao. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách tận dụng lợi thế của các căn cứ không quân mà Mỹ đang vận hành trở lại ở Thái Bình Dương, cũng như đảm bảo rằng tàu của Mỹ phải cách xa đối phương. Tóm lại, hai chuyên gia Sugat và Gonzalez đã chỉ ra rằng sát thủ tàu sân bay không phải là cơn ác mộng lớn nhất với Mỹ. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.